Xin chào các em. Trong video này, cô hướng dẫn các em thực hành định dạng văn bản và tạo sự liên kết. Nhiệm vụ 1. Tạo tiêu đề mục cho trang web giới thiệu về bản thân. Bước 1. Tạo tệp bài 3 nhiệm vụ 1.html. Đầu tiên, các em mở phần mềm Sắp LaTeX. Cách cài đặt phần mềm này như thế nào, các em xem video cô để trong phần mô tả nhé. Đây là giao diện của phần mềm Sắp LaTeX. Các em mở tệp mới bằng cách chọn File, chọn New File. Tiếp tục vào File, chọn Server để lưu tệp với tên bài 3 nhiệm vụ 1.html. Bước 2. Tạo cấu trúc và khai báo phần tử head cho tệp bài 3 nhiệm vụ 1.html. Dòng đầu tiên soạn chấm than đóc thai HTML đặt trong cặp dấu ngoặc nhọn để khai báo sử dụng phiên bản HTML5. Khai báo phần tử HTML bằng cặp thẻ mở HTML, thẻ đóng HTML. Trong nội dung phần tử HTML, khai báo phần tử head bằng cặp thẻ mở head, thẻ đóng head. Khai báo phần tử body bằng cặp thẻ mở body, thẻ đóng body. Trong nội dung phần tử head, các em khai báo tiêu đề trang web bằng phần tử title, thẻ mở title, trang web cá nhân, thẻ đóng title. Thiết lập thuộc tính cassette của phần tử meta để hiển thị đúng tiếng Việt. Bước 3. Soạn nội dung phần tử body cho tệp bài 3 nhiệm vụ 1.html. Sử dụng phần tử H1 để trình bày tiêu đề mục Heading 1. Thẻ mở H1 trong web cá nhân của Thanh Uyên, thẻ đóng H1. Sử dụng phần tử H2 để trình bày tiêu đề mục Heading 2. Thẻ mở H2 thông tin cá nhân, thẻ đóng H2. Thẻ mở H2 sở thích, thẻ đóng H2. Bước 4. Ghi lưu, mở tệp bằng trình duyệt web và xem kết quả. Nhấn Ctrl S trên bàn phím để lưu lại. Bây giờ, cô mở tệp bằng trình duyệt web và được kết quả như sau. Nếu trong văn bản HTML, cô thêm dòng chú thích sau. Nhấn Ctrl S để lưu lại. Cô mở tệp bằng trình duyệt web. Các em thấy dòng chú thích không hiển thị trên màn hình trình duyệt web. Nhiệm vụ 2. Làm nổi bật nội dung cho trang web giới thiệu về bản thân. Bước 1. Mở tệp bài 3 nhiệm vụ 1.html bằng cách chọn File, chọn Open File. Ghi lưu tệp với tên mới bài 3 nhiệm vụ 2.html bằng cách vào File, chọn Save As. Bước 2. Cập nhật nội dung phần tử body cho tệp bài 3 nhiệm vụ 2.html. Sau dòng khai báo thông tin cá nhân, các em sử dụng phần tử P để tạo đoạn văn bản. Thẻ mở P, họ và tên Nguyễn Thanh Uyên, thẻ đóng P. Thẻ mở P, sinh năm 2007, thẻ đóng P. Thẻ mở P, quê quán Hà Nội, thẻ đóng P. Tương tự, sau dòng khai báo tiêu đề sở thích, các em chèn thêm thẻ mở P, đọc sách, các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, thẻ đóng P. Thẻ mở P, thể thao, chơi bóng chuyền, chơi cờ lông, thẻ đóng P. Nhưng làm thế nào để in nghiêng đoạn văn bản các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và chơi bóng chuyền, chơi cờ lông thì chúng ta sẽ chèn thêm phần tử em như sau. Thẻ mở P, đọc sách, thẻ mở em, các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, thẻ đóng em, thẻ đóng P. Nhiệm vụ 3. Tạo sự liên kết. Bước 1. Mở tệp bài 3 nhiệm vụ 2.html ghi lưu với tên mới là
Bài 3, nhiệm vụ 3.html. Bước 2, sửa nội dung dòng thông tin quê quán để tạo siêu liên kết bằng cách sử dụng phần tử A. Như vậy, trong văn bản HTML, ở dòng quê quán, các em đã khai báo siêu liên kết A. Thông tin quê quán sẽ là một siêu liên kết. Bước 3, ghi lưu, mở tệp bằng trình duyệt web và xem kết quả. Khi mở văn bản bằng trình duyệt web, các em sẽ được giao diện như sau. Khi nhấn chuột vào siêu liên kết Hà Nội, các em sẽ được dẫn đến trang web Cổng thông tin điện tử thành phố Hà Nội. Các em hãy thực hành theo hướng dẫn của cô nhé. Xin chào các em.